Vâng, em xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2023. Em là chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền, lại lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video, cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống như là năm cánh trắng Bạch Tuyết, Minh Châu, Á Hậu, Mỹ Nhân, Yên Thủy, Phú Thọ, năm cánh trắng HO, Cửu Long Cao Phong. Rất là nhiều các mặt hàng con giống chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những cái đơn hàng ưng ý nhất. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một kỳ hồng Mỹ Nhân. Kỳ rất là mập đẹp luôn các bác nhá. Cắt khúc ươm kỳ Mỹ Nhân, một dòng rất là dễ hoa luôn các bác nhá, siêu dễ hoa. Cái đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông hồng Mỹ Nhân. Một bông hồng rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là đẹp. Mỹ Nhân này rất là dễ hoa, rất là sai hoa luôn ạ. Siêu đẹp luôn các bác nhá. Các bác có thể sưu tầm 2-3 kỳ phải các bác ghép chung một chậu là một chậu nái Mỹ Nhân. Năm nay các bác ngắm hoa luôn. Mỹ Nhân nó là dòng xuân, thắt ngọn rất là sớm luôn các bác nhé, nên là nó sẽ ra hoa sớm. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Hồng Mỹ Nhân, cắt khúc ươm kỳ rất là khỏe luôn các bác nhé. Đây là đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Đây ạ, kỳ rất là mập đẹp luôn các bác nhé, tất cả đều ấm chậu. Đây là đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là 3 kỳ hồng Mỹ Nhân. 3 kỳ này các bác lấy thì em sẽ nhấc ra và về các bác trồng 3 kỳ này vào chung một chậu để làm một chậu nái. Đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Hồng Mỹ Nhân. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay đó là một chậu nái hồng Mỹ Nhân. Chậu này thì về năm nay các bác ngắm hoa, làm kỳ lấy mầm gốc luôn. Đấy, cái này thì các bác về năm nay chắc chắn hoa luôn các bác nhé. Và cái đơn hàng này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 1,2 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị mình tham khảo và sưu tầm. Đơn hàng số 5. Đấy, siêu đẹp luôn các bác nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy ạ. Chậu này thì tầm khoảng 1m2, 1m3 các bác nhé. Em áng áng thế là khoảng tầm 1m2, 1m3. Chậu này năm nay các bác được một chậu nái to luôn, thành một bới luôn đấy ạ. Thế nó còn có một cái con, cầm một cái con nó đẻ lỡ đây các bác nhé. Đây là đơn hàng số 5. Và hết đơn hàng số 5 này là hết hồng Mỹ Nhân. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay đó là một chậu hồng Minh Châu. Chậu hồng Minh Châu này rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy ạ, nó cũng có cả cái mầm đẻ lỡ nữa. Cái này là năm nay các bác làm được một bới luôn. Và Minh Châu này thì như chậu này là về năm nay các bác có thể test hoa được luôn. Cái này thì em có một chậu duy nhất. Cái đơn hàng số 6 em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 6. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông hồng Minh Châu. Một bông hồng rất là đẹp và rất là sai hoa luôn các bác nhé. Như cái chậu này là về năm nay các bác test hoa là ngắm hoa năm nay luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng Bạch Tuyết. Cái chậu này thì cái này mặt gốc đang sưng các bác nhá. Mặt gốc đang sưng đây. Mặt gốc đang sưng, siêu đẹp luôn. Chậu này các bác sưu tầm về làm giống. Cái đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 7. Và đây là khuôn bông của bông năm cánh trắng Bạch Tuyết các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là một chậu nái năm cánh trắng Bạch Tuyết. Chậu này thì năm nay luôn các bác nhé, là các bác sẽ được một bới luôn, một bới Bạch Tuyết to. Cái này thì nó có 3 đầu, đây ạ, 1 này, 2 này và cái đầu này nữa là 3 đầu. Nó sẽ đẻ được một bới luôn. Như cái này thì về các bác vừa lấy mầm gốc này, vừa có thể làm kỳ và cũng có thể test hoa đầu ngọn luôn. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 900.000 đồng cho đơn hàng số 8. Quá là đẹp luôn các bác nhé. Cái này thì nó sẽ phải khoảng tầm tổng cái chậu này thì nó sẽ phải rơi vào tầm khoảng tầm 40-50 cm các bác nhé. Em áng áng như thế. Cái này nói chung là các bác về làm chậu nái quá đẹp luôn, mà giá quá là hợp lý. Đấy, 900.000 luôn là các bác được một chậu Bạch Tuyết rất là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay là một chậu nái năm cánh trắng Bạch Tuyết. Đấy, chậu này thì
Chậu này nó còn to hơn luôn các bác nhá. Chậu này nó có 4 đầu này. Đấy, 4 đầu. Cái chậu này nó sẽ rơi vào khoảng tầm tầm 8-90 cm các bác nhá. Em áng như thế tầm 8-90 cm. Đây, 4 đầu này. Đấy, cái này là một chậu nái đẹp luôn các bác nhá. Chậu nái đẹp luôn. Đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,7 triệu đồng. Cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Đấy, một chậu nái siêu xinh luôn nha các bác nhá. Siêu xinh. Cái này thì năm nay nó sẽ phải được khoảng tầm 7-8 mầm gốc các bác nhá. 7-8 mầm gốc là một chậu nái rất là to đẹp luôn. Mà các bác về có thể vẫn có thể làm hoa làm kỳ được, bởi vì cái này nó có 4 thân các bác nhá. 4 thân. Đấy, như cái thân này xuống lá này. Đấy, về các bác có thể làm hoa làm kỳ được luôn. Đấy, thân này cũng thế. Đấy, đơn hàng số 9. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay đó là em chia sẻ mắt của năm cánh trắng bạch tuyết cho các bác kinh tế mà nó chưa cho phép mình sưu tầm những chậu to, thì các bác có thể sưu tầm những cái mắt này về các bác tự ươm. Nói chung là vừa để làm giống, vừa để học hỏi thêm kinh nghiệm. Cái đơn hàng số 10 này thì em sẽ chia sẻ cho các bác với giá là 80.000 đồng trên một mắt. Đấy. Các bác lấy bao nhiêu mắt hoặc lấy mắt nào thì các bác cứ kết bạn qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ gọi trực tiếp và em cắt trực tiếp cho các bác luôn. Và các bác mua mắt ngủ bên nhà em thì yên tâm, bởi vì rất nhiều bác nó mua từ thời mà em còn bán năm cánh trắng Phú Thọ, mắt ngủ năm cánh trắng Phú Thọ. Đấy, các bác biết là chuẩn giống thì em mới chia sẻ. Nên các bác cứ yên tâm. Đấy, đơn hàng số 10. Và hết đơn hàng số 10 này là hết năm cánh trắng bạch tuyết. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay đó là một chậu hồng mỹ nhân. À, em xin lỗi, hồng yên thủy. Đơn hàng số 11 này, một kỳ hồng yên thủy rất là đẹp luôn các bác nhé. Cái đơn hàng số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 60.000 đồng cho đơn hàng số 11. Và cái yên thủy này thì các bác đơn 60.000 này các bác vui lòng là lấy hộp đơn giúp em. Đấy, ví dụ hai đơn hoặc là lấy cùng với lại những mặt hàng khác nha các bác nhé, thì em sẽ ship cùng. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 60.000 đồng. Đấy, kỳ yên thủy rất là đẹp luôn các bác nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 70.000 đồng. Hồng yên thủy. Đấy. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Cái kỳ này thì vẫn đang đi ngọn các bác nhá. Kỳ này vẫn đang đi ngọn. Đấy. Còn đâu là những cái kỳ kia thắt ngọn rồi. Kỳ này tầm khoảng 25-27 cm. Đấy, đơn hàng số 14. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay là một chậu. Chậu nái hồng yên thủy. Đấy, chậu này thì nó có một thân các bác nhá. Chậu này thì cắt ngọn. Cắt ngọn để cho nó đứng ngọn đấy. Còn nếu mà không thì cái này nó vẫn phi ngọn rất là khỏe luôn. Đấy, đang nủ thân rồi, rất là béo mập luôn. Cái chậu này là các bác sưu tầm năm nay về năm nay ngắm hoa luôn các bác nhá. Năm nay chắc chắn hoa luôn. Cái thân này thì nó sẽ khoảng tầm 80 cm các bác nhá. Và đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 15. Và mà các bác ngắm khuôn bông của bông hồng yên thủy ạ. Một bông hồng rất là đẹp luôn các bác nhá. Rất là sai hoa. Để các bác có thể sưu tầm 2-3 kỳ, 3-4 kỳ. Và các bác ghép là năm nay sắp tới đây đẻ mầm gốc, là năm nay các bác được một chậu nái như thế này luôn. Rất là đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay đó là một chậu hồng á hậu. Chậu nái luôn các bác nhá. Chậu này 3 thân. Á hậu này, á hậu thì phải nói là nó là một dòng thân thủ luôn các bác nhá. Thân phải gọi là siêu to luôn. Riêng dòng á hậu, mặt hoa đẹp. Cái dòng này là một dòng hồng cao cấp. Đấy, các bác vừa chơi thân lá vừa chơi mặt hoa. Đây, thân lá của nó đây các bác. Quá là mập, quá là đẹp luôn. Đấy, chậu này chậu nái quá xinh. Chậu này thì có 3 mầm gốc và chậu này năm nay về các bác cũng ngắm hoa luôn. Cái này thì mỗi thân nó sẽ được khoảng tầm 45 cm. Và chậu này 3 đầu nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1m3 các bác nhé. Đấy, tầm 1m3. Về các bác vừa được một chậu nái này, vừa ngắm hoa và vừa làm được kỳ luôn. Cái đơn hàng số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,2 triệu đồng cho đơn hàng số 16. Vậy mà các bác ngắm khuôn bông của bông hồng á hậu, rất là sai hoa luôn các bác nhé. Đấy, một dòng hồng cao cấp luôn đấy ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Đấy, chậu này thì đang nụ rồi các bác nhé. Đang nụ. Và chậu này em làm những mắt bên này này, đang sưng cũng nhú, nhú hết rồi. Cái đơn hàng số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 17 năm cánh trắng Phú Thọ. 300.000 đồng cũng là đơn hàng số 18. Nụ hết rồi các bác nhé. Những cái này ra hoa rồi. Về năm nay các bác ngắm hoa. Đấy, đơn hàng số 18 em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng.
300.000 đồng, cũng là đơn hàng số 19. Để tất cả những cái chậu này là nó đang hoa rồi các bác nhá. Về là các bác ngắm hoa luôn. Đơn hàng số 19, 300.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì nó có hai mầm gốc. Cái này thì nó ăn nắng nhiều nhưng thân nó vàng các bác nhá. Thân nó vàng này, đang xuống lá rồi. Đấy, thân thì phải gọi là siêu đẹp luôn này. Thân lá nó quá đẹp luôn. Nhưng mà chậu này thì em chưa làm gì. Và về chậu này thì các bác tự kích. Chậu này là về các bác tự làm. Cái đơn hàng số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 320.000 đồng cho đơn hàng số 20. Em chuyển qua đơn hàng số 21. Đơn hàng số 21 ngày hôm nay đó là 3 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. 3 chậu này tổng là 6 đầu các bác nhá. Cái này thì các bác lấy thì em sẽ nhắc ra và về các bác trồng chung vào một chậu. Đơn số 21 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 21. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay 3 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. 3 chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 23. Đơn hàng số 23 ngày hôm nay đó là một chậu cửu long cao phong. Dòng thân thủ luôn các bác nhé. Cửu long thì các bác biết rồi, thân lá đẹp, mặt hoa đẹp, sai hoa, bay 24 giờ luôn. Cái chậu này thì nó là cả một bới luôn các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cả to còn nhỏ tổng là 12 đầu luôn các bác nhé. Tổng là 12 đầu này. Chậu này về các bác trồng ra cái chậu gỗ là một chậu nái năm nay quá là đẹp luôn. Các bác theo dõi kênh của em thì biết là thỉnh thoảng em vẫn sưu tầm được những chậu khoảng tầm 8 đến 10 thân cửu long ấy, dài tầm 1m2, 1m3 một thân ấy. 10 mét một chậu luôn các bác nhé. Cái chậu này các bác trồng ra thì nó sẽ, nói chung là nó sẽ được trên 10 mét bởi vì nó có 12 đầu. Đơn hàng số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 23. Cái này thì em có một chậu duy nhất thôi ạ. Và đơn hàng số 23 này cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.